Hôm nay chúng ta sẽ chữa cái đề liên trường Nghệ An năm 2021 2020 lần số 1. Câu 41, dung dịch H2S4 có pH bằng 2 vậy nồng độ dung dịch đó là bao nhiêu? Câu này rất nhiều bạn bị lửa. Rất rất nhiều bạn bị lửa. pH bằng 2 suy ra nồng độ H+ cộng. nó bằng là 10 mũ 2. Đúng không? pH bằng 2 mà. Thì mình suy ra nồng độ H+ cộng bằng 10 mũ 2. Thì nồng độ H+ cộng mà bằng 10 mũ trừ 2 ấy. Nồng độ H+ cộng bằng 10 mũ 2 thì có phải là mình sẽ có ở đây để bảo là nồng độ của dung dịch H2S4 thì một anh H2S4 nó cho mình 2S cộng cơ mà nồng độ H cộng là 10 mũ chữ 2 vậy nồng độ H2S4 bằng 10 mũ chữ 2 nhân 1 chia 2 đấy chưa 10 mũ chữ 2 mà chia cho 2 bằng 5 nhân 10 mũ chữ 3 5 nhân 10 mũ chữ 3 là 0,005 đáp án đúng chúng ta đáp án B nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Đấy, các em thấy không? Nhiều bạn bị nhầm ấy, nhiều bạn bị sai ở ngay cái câu số 1 này, này. Thật sự luôn, nhiều bạn bị sai ở ngay cái câu số 1 này khá là hoang mang và khá là toang luôn. Đúng không? Đấy các bạn comment đáp án xem, rất nhiều bạn sai. Câu số 42 ạ. Trong số các chất sau, các chất khi bị thủy phân, các chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucose là. Các em lưu ý nhá thủy phân đến cùng chỉ thu được glucose có nghĩa là cái cấu tạo của nó nhé cái cấu tạo của nó là chỉ được cấu tạo từ glucose thôi cellulose này thủy phân đến cùng thu được glucose này một cháu saccharose thủy phân đến cùng thu được alpha glu và beta fruct bỏ fructose không thủy phân glucose thì cũng không thủy phân nhỉ tinh bột thì thủy phân thu được glucose được chưa vậy mình có cellulose và tinh bột nhá đáp án đúng là đáp án a ok chưa Câu số 43 Câu số 43 Đường fructose có nhiều trong mật ong Ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau, diếp xoán, cà chua rất tốt cho sức khỏe Công thức của fructose Thì fructose và glucose nó là đồng phân của nhau các em nhé Và bởi vì nó là đồng phân của nhau nên công thức phân tử nó giống nhau Đều là C6H12O6 Câu 44 ạ cho các polymer sau số polymer mà thủy phân được trong cả dung dịch axit và cả dung dịch kiềm. Chúng ta lưu ý ạ, nó bị thủy phân trong cả dung dịch axit và cả dung dịch kiềm nhé. Chúng ta lưu ý chỗ này. Thì nó phải là hoặc là thằng ni lông, hoặc là tơ đấy, hoặc là tơ. Được chưa? Tơ thì nó có loại là tơ admit hoặc là tơ polyester hoặc là nó phải là cái bọn gì? Nó phải là bọn đấy. Phải là nó là cái bọn về polyester. Polyethylene là chất dẻo không thủy phân. Metin đây là tơ polyester này, thủy phân này. Polybutadiene không thủy phân. Polystyrene không thủy phân. Polyvinyl acetate đây là tơ polyester thủy phân. Nylon 6,6 là tơ polyamid thủy phân. Vậy mình sẽ có là 1 2 3 được chưa? Vậy mình sẽ có là 1 2 3, mình sẽ có là 3 polymer thủy phân trong cả dung dịch axit và cả dung dịch kiềm đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu 45 ạ. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất? Rất nhiều bạn sai nhầm lẫn ở cái câu này. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxy hóa là mạnh nhất? Chúng ta lưu ý nhá, oxy hóa mạnh nhất thì nó phải là đứng cuối cùng trong dãy điện hóa, đúng không? Bạn cộng đáp án đúng đáp án A. Câu 46, chất thuộc loại polysaccharide là polysaccharide, chúng ta lưu ý nha polysaccharide là cellulose đúng không mình chỉ có hai cái anh polysaccharide thôi một là cellulose và một là tinh bột đúng không một cellulose hai là tinh bột câu ba câu 47 trong công nghiệp câu 47 ạ trong công nghiệp thì kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy lưu ý ở đây có cái từ quan trọng là từ chỉ nhá chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy chúng ta lưu ý thế thì chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy vậy thì nó phải là các anh kim loại mà đứng trước anh nhôm trong dãy điện thoại nhá nó phải là các anh kim loại đứng trước anh nhôm trong dãy điện thoại vậy thì ở đây đồng đồng nó còn có thể cả nhiệt luyện có thể cả thủy luyện đúng không bạc cũng thế đúng không sắt cũng thế vậy thì chỉ có thể điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy thì chỉ có kali thôi kali là chỉ điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy thôi câu 48 dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ Thì hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ là những cái chất Làm sao ạ? À? Nó không phải hợp chất vô cơ <laughs> Mình học bây giờ biết đây anh này vô cơ này, anh này vô cơ để bỏ này Anh này vô cơ này bỏ này Vậy hợp chất hữu cơ chúng ta là đáp án đúng là đáp án À câu này hỏi khá là xoắn Nhiều bạn là toàn ngay cái câu này ấy. Các em lưu ý nha Trong cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia bây giờ Thì bây giờ Năm nay này Thì người ta định hướng là chỉ có là thi tốt nghiệp thôi thì đề nó sẽ dễ hơn và nó sẽ có khó ở một vài câu cuối. Nhưng mà mình vừa ôn cái này mình phải vừa ôn hướng tới những cái việc mà đề thi riêng của các cái trường thì những cái đề thi riêng đấy thì khá là khó. À, ngày hôm nay thì có khá nhiều bạn đi thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội về thì có chia sẻ là với thầy rằng là phần hóa khá là dễ. Dễ là bởi vì bạn học thầy nên nó dễ. <laughs> Được không ạ? Thế còn thế còn lại đa số đa số các bạn khác thì thầy không biết nhưng mà à, bởi vì là, là là chúng khá là nhiều nhưng mà nhưng mà cái đề đánh giá năng lực của thằng bách khoa ấy, thì nó lại khá là khó và khá là phân loại cao. Không biết là các bạn đã nhìn cái đề mà thầy up lên trên uh, fanpage của thầy là về cái đề của trường sư phạm không? Đề trường sư phạm có cả tự luận. Đấy, nó kinh điển vậy. Vì vậy nên là các em uh, chú ý nhé các em chú ý cần phải cố gắng chăm học để mà mình có thể đỗ được vào những cái trường mình ước mơ và những cái trường mình mong ước. Được chưa? Để thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc sống. Câu 48. Nên gọi peptide là thì anh này được tạo bởi từ anh gly này anh này được tạo bởi gly vậy nó phải là gly gly bỏ bỏ được chưa gly gly và cuối cùng là ala vậy là gly gly ala đáp án đúng là đáp án c câu 50 amin nào sau đây thuộc loại amin bậc 2 amin nào sau đây thuộc loại amin bậc 2 ạ metinamin ch 3 nh 2 đây là amin bậc 1 Trimetinamin CH3 3 lần N, đây là amin bậc 3. Phenilamin C6H5 NH2, amin bậc 1. Di dietinamin di C2H5 NH CH5, đây là amin bậc 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok nhá, đáp án đúng là đáp án D. Câu số 51, chất nào sau đây là tripeptide Chỗ này mình phải nhớ về lý thuyết. Tripeptide là peptit được tạo bởi từ ba gốc amino acid. Vậy tripeptide là ala, ala và gly. Câu 52. Polymer nào sau đây có tính dẻo là đặc trưng? Tính dẻo là đặc trưng. Tính dẻo là nó đặc trưng của tất cả những cái anh nào nó là chất dẻo. Vậy cứ là chất dẻo thì nó sẽ có tính dẻo đặc trưng. Cao su là tính đàn hồi. để chưa? Tơ tằm là gì ạ? Sợi, dai, bền bởi vì nó là tơ. để chưa? Vậy ở đây tính dẻo chỉ có là polyvinyl clorua thôi tại vì polyvinyl clorua nó là chất dẻo câu 53 etin format thì có công thức là gì thì nó là HCOO C2H5 đúng etin format chưa etin format đáp án đúng đáp án C câu 54 số kim loại trong dãy mà tác dụng được với nước để tạo ra dung dịch ba tác dụng với nước này các em lưu ý tác dụng nước mà tạo ra dung dịch ba giờ này tác dụng với nước mà tạo ra dung dịch ba giờ thì Natri là tác dụng với nước, canxi tác dụng nước, đồng không, sắt không, kali 1 2 3. C ạ. Dễ không? Ui, câu 55 này. Câu 55 là một câu rất dễ hỏi trong cái đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia nhé. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử natri này. Số E lớp ngoài cùng của nguyên tử natri. Thì natri chúng ta nguyên tử khối là bằng 23. Vậy Z của nó sẽ gần bằng là 11. 1S22S22P63S1. Vậy số E lớp ngoài cùng của nó là 1. Hoặc mình có thể dùng cách khác. Là nguyên tử nguyên tố natri chúng ta là kim loại kiềm. Kim loại kiềm thì nó thuộc nhóm 1A. Nhóm một A thì nó sẽ có một E lớp cuối cùng Đấy chưa? Đáp án đúng là đáp án D Câu 56 Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl Câu 56 nhé Kim loại nào sau đây Tan được trong dung dịch HCl Thì cái điều kiện để một anh kim loại tan được trong dung dịch HCl ấy, Chúng ta cần nắm được nhá Điều kiện để một anh kim loại tan được trong dung dịch HCl Là anh kim loại đấy nó phải đứng trước đô trong tay điện hóa Phải đứng trước đô trong tay điện hóa Vậy mình sẽ có này Khi nào ba cần mua áo giáp sắt Vậy đứng trước khi rô trong lệnh hóa là kẽm C nhá Câu 57 ST nào sau đây khi đun nóng với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm hữu cơ đều không làm mất màu nước brom Lưu ý cho thầy từ sản phẩm hữu cơ đều không làm mất màu dung dịch nước brom nhá Thế thì uh, bây giờ mình phải viết ra sản phẩm hữu cơ đã để mình xem thêm là những anh nào thì phân ra được sản phẩm hữu cơ không làm mất màu dung dịch nước brom Thế thì đầu tiên mình có là mất màu dung dịch nước brom là gồm những anh nào thì là những anh mà có liên kết cc nối đôi CC ấy nối đôi liên kết 3 này hoặc là có nhóm CHO này thì là mất máu dính được Brom chưa kể một styren đúng chưa vâng vâng nhiều thế giờ mình xem nhá cái anh IA này thủy phân này thì mình thu được C3 cona thì không mất máu được Brom và thu được CH3 CHO thì C3 CHO này mất máu được Brom nên anh này mất máu được Brom bỏ này anh này thủy phân ra thì thu được CH2CHCONa. Có nôi đôi CC mất màu nước brom này. Không để ý nữa này. Anh này thủy phân ạ. Anh này thủy phân ạ. Đều không là mất màu nước brom mà, anh này thủy phân này thì sẽ ra được là CH3CH2CONa cộng với lại CH3OH thì đúng là hai thằng này đều không cần làm mất màu nước brom không? Đáp án đúng là đáp án C. Còn cái anh này này Thủy phân ra này thu được CH3 CONA và CH2 nối đôi CH CH2 OH thì thằng này có nối đôi CC nhá, nó làm mất màu double bromo. Vậy để thủy phân những anh mà thủy phân mà ra cái sản phẩm mà đều không làm mất màu dung dịch double home, thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok chưa? Đấy, các em phải 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 nhìn nhanh nhá. Chỗ này phải nhìn nhanh, đoán mạnh thì nó mới ra Hiểu không ạ? Những phần này là những phần rất là quan trọng nhá. Tiếp tục ạ. Mình tiếp tục câu tiếp theo câu số 58 Kim loại nào sau đây tác dụng được với clo và HCl cho ra cùng một muối Ủa cái câu này dễ quá nhỉ Tác dụng được với clo và HCl ra cùng một muối không thể là sắt được Tại vì sắt tác dụng với clo thì tạo thành FeCl3 Sắt tác dụng HCl thì tạo thành FeCl2 Không thể bạc thì bạc không tác dụng HCl Không thể đồng thì đồng không tác dụng HCl Vậy chỉ có ma dê tác dụng với clo hay ma tác dụng với HCl thì đều tạo thành MgCl2 hết Đáp án đúng chúng ta đáp án B nhé câu 59 á Ủi tên gọi chất béo Đầu tiên chúng ta phải khẳng định với nhau rằng anh này là anh chất béo no này Không có nối đôi CC Nên không thể là linolin Không thể là olin được Đấy chưa Vậy giờ xét giữa ste hay pan thì là xem, xem có bao nhiêu nguyên tử carbon 1 cộng 16 là bằng 17 rồi 17 nguyên tử carbon vậy là C17 C17 thì chỉ có thể là ste thôi đúng không C17 mà no thì chỉ có thể là stearic Hay nó khác là tristearin Viết gộp lại nó chính là C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5 Tristerin Đáp án đúng là đáp án B Bỏ Câu 60 ạ Kim loại mà có độ cứng lớn nhất là Kim loại mà có độ cứng lớn nhất Thì chúng ta có là cái kim loại mà độ cứng lớn nhất Thì chỉ có thể là anh nào thôi Chrome đúng không ạ Đúng không? Chrome độ cứng bằng Bằng mấy ạ Chrome Kim cương độ cứng bằng 10 Chrome chỉ độ cứng đứng sau kim cương thôi Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án dễ Thế này mình được 5 điểm rồi dễ cực câu 61 vào mùa đông thì nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí đấy các em cẩn thận nhá có thể dẫn tới tử vong vậy là đây là carbon mà cháy trong việc oxy thiếu thì, thì chắc chắn nó phải có carbon thằng này không độc thằng này mà độc thằng này chơ không độc vậy chỉ có gì đó co co carbon monoxide là một khí cực kỳ độc nhá dễ dạ. câu 62 mươi chất nào sau đây là este đơn chức? Để là một este đơn chức thì khi và chỉ khi nó chỉ có một chức este, đây hai chức này, đây hai chức này. Đấy chưa? Đây là axit chứ đâu phải este. Vậy đơn chức là a, à, dễ nhỉ? Dễ như ăn cháo. Câu 63. Kali là một loại thuốc hiệu quả chống lại bệnh nấm mốc được sử dụng trong canh tác hữu cơ, công thức khoa học của kali hydrocacbonat là KHCO3. Ôi các em thấy không? Dễ không? Thực sự là dễ luôn đúng không? Quá dễ nhỉ? Nếu mà khó thì bây giờ mình tính đến cái câu 64 này Chúng ta xem hình như câu 64 là hơi hơi khó khó tí Các bạn cùng nhìn nhá 64 này nó gọi là hơi hơi một tí thôi Nung nóng A hỗn hợp gồm Propen C3H6 Acetylen c 2 h Hiro là H2 Với xúc tác Niken trong bình kín Giả sử chỉ xảy ra phản ứng cộng Hiro thu được hỗn hợp khi tỷ khối DI so với oxy bằng 1,0875. Vậy mình tìm được phân tử khối của Y bằng 1,0875 x 32. 34,8. Đốt cháy hết Y. Thu được CO2 H2O số mol bon CO2 bằng 0.024 o bằng 0.03 Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn Tìm giá trị của A Có cần tìm số mol? Bon. Được không ạ? Cần tìm số mol. Bon. Thế thì các em phải nhìn tinh thế này nhé Đốt cháy cái hỗn hợp X này này Hay đốt cháy hỗn hợp Y này đều là như nhau Bởi vì đây là nung trong bình kín Thì toàn bộ X nó chuyển thành Y Đúng không? Vậy đốt cháy X hay Y là như nhau Thế thì X hay Y thì chúng ta đều nhìn lại Nó chỉ có carbon và Hydro Đúng không? ạ? Nó chỉ có carbon và hydro vậy bây giờ thầy sẽ quy đổi. Thằng X này của thầy chỉ về carbon và hydro, rất là kinh điển luôn. Vậy nếu mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì cũng phải carbon trong X chuyển hết carbon trong Y rồi chuyển hết vào trong CO2 không? Vậy này là 0,024 thì đây là 0,024. Mình đã bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Có phải là hydro chuyển từ trong X chuyển hết vào trong Y rồi lại chuyển vào trong H2O không? Trong này có 2 hydro, 0,03 x 2. Vậy khối lượng của x đây, đây chính là khối lượng của x. Đây chưa? Nó dễ không? Khối lượng của x nhá, mình tìm nó luôn nhá. 0,024 x 12 cộng 0,03 x 2. Khối lượng của x chúng ta bằng 0,384 g. 0,024 x 12 cộng 0,03 x 2. Đấy chưa? 0,384 g. 0,384 g. OK chưa? Thế thì uh, ra được là 0,384 gam. nhá Nhưng đề bài yêu cầu là chúng ta xác định số mol A. Xác định số mol của A nó mới gọi là căng chứ còn nếu mà uh, bảo chỉ tìm khối lượng thôi thì nó vẫn đơn giản, đúng không? Thế nhưng mà có phải là nếu mình sử dụng bảo toàn khối lượng nhé Bảo toàn khối lượng thì có phải là khối lượng của X nó chính bằng khối lượng của Y và nó bằng là 0,384 gam không? Vậy hoàn toàn mình đã có phân tử khối của Y rồi Vậy mình sẽ tìm một số mol của Y Bằng khối lượng là 0,384 Chia cho phân tử khối của Y là bằng 34 34,8 Từ từ thầy nhìn xem thầy bị bấm nhầm không Chứ nếu mà không thì nó phải đẹp chứ nhỉ Từ từ ạ 1,0875 Nhân 32 34,8 xem chỗ này nếu mình bấm nhầm à? 0,024 12 cộng 0,03 nhân 2 bằng ơi 34,8 thấy không Thấy ghi nhầm 34,8 0,348 0,348 chia 34,8 đây bằng 0,1 vậy mình có số mol y của chúng ta bằng 0,1 Đấy chưa số mol y 0,1 có nghĩa là số mol của tất cả các chất trong y là bằng 0,1 OK chưa? Thế thì uh, chúng ta sẽ nhìn này, chúng ta phải nhìn này nhé. Do là số mol của do là số mol của nước lớn hơn số mol CO2 và mình sẽ thấy là n của nước trừ n CO2 bằng 0,06 được chưa? Và 0,06 này nó nhỏ hơn 0,1 có nghĩa là nhỏ hơn số mol y này, này đúng chưa nên điều này dẫn đến n nước lớn hơn n nhá mà nên điều này dẫn đến là hydro hết suy ra là h2 hết được chưa suy ra là h2 hết thế h2 hết thì dẫn đến điều gì thì h2 hết thì suy ra là ở bên trong cái anh này này là không còn hero thằng y này không còn hero đấy chưa thằng y không còn hero có nghĩa là h hai hết rồi vậy đặt anh này là x anh này là y anh này là z vậy mình sẽ có đầu tiên phương trình đầu tiên là bảo toàn carbon 3x đấy 3x cộng 2y thì bằng 0,024 phương trình thứ hai là phương trình đi bảo toàn hydro 6x cộng 2i cộng 2z bằng 2 lần số mol nước 2 nhân 0, 0, 03 Được chưa? Phương trình số 3. Phương trình số 3 thì có phải là bọn này mà tác dụng với hiro mà hiro hết thì trong này nó chỉ còn là C3H6 x C2H4 vân 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 nhiều lắm C2H6 nhưng mà chung quy bọn này là y không? Đúng không? Đúng chưa? Vậy có nghĩa là x cộng y x cộng y bằng 0,1 Đây là bảo toàn hydrocarbon Bảo toàn hydrocarbon Hydro hết rồi Nên trong này chỉ còn toàn là hydrocarbon Thì tổng số mon hydrocarbon ban đầu Thì bằng tổng số mon hydrocarbon sau Được không ạ? Vậy nên mình giải hệ 912 Không phải ạ 913 cơ 3 bằng 2 bằng 0 bằng 0,024 bằng 6 bằng 2 bằng 2 bằng 0,06 bằng 1 bằng 1 bằng 0 bằng 0,1 bằng Ô âm à? Từ từ ạ. Thầy bấm nhầm đâu không? 3x cộng 2y bằng 0,024 Rồi à, 6x cộng 2y cộng 2z bằng 0,03 x cộng y bằng 0, 0, 0, từ từ hình như chỗ này thầy bấm nhầm à,

Y bằng 6 x 10 mũ trừ 3 Z bằng 0,012 Vậy đến đây mình tìm được A à, 4 x 10 trừ 3 4 x 10 mũ trừ 3 cộng 6 x 10 mũ trừ 3 cộng 0,012 bằng 0,022 mon ạ à. 0,022 mon Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C 0,022 mon Một câu rất rất hay luôn Đấy chưa Rất rất hay luôn nhá Hơi bị xịn luôn Ok nhá Đây một cách giải cực kỳ hay Mà một cái câu này đều là Cái câu này là câu thầy đánh giá là nó rất là hay Nó có khả năng ra trong đề thi đánh giá năng lực Cũng như là đề thi đánh giá tư duy của đạo bài khoa Nhưng chúng ta phải cẩn thận nhá Ok chưa Mình sang tiếp Câu 65 65 này thì dễ rồi Tiến hành thí nghiệm trắng gương của glucose theo các bước sau. Tiến hành thí nghiệm trắng gương của glucose theo các bước sau cho vào ống nghiệm sạch cho vào ống nghiệm sạch 1 ml dung dịch agno 3 1% cho thêm một vài giọt dung dịch đá hoắt 10% sau đó thêm từng giọt lắc cho đến khi kết tụa trong suốt kết tụa tan hết sau bước 1 thu được dung dịch trong suốt chính xác thêm tiếp 1 ml dung dịch glucose hơn nóng nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn trong vài phút thì mục đích của việc thêm đá hoắt là tránh được phân hủy sản phẩm được. là sai mục đích của thêm đá hoắt vào đây là để cho nó tạo thành kết tủa AG2O trong phản ứng trên, glucose đóng vai trò chất thử chính xác bởi vì bạc cộng đóng vai trò chất oxy hóa. Sau bước 2 thành công nghiệm trở thành nên, nên sáng bóng như gương chính xác. Vậy sai là B, dễ à Nào câu 66 các bạn chọn đáp án sai là đáp án nào? Câu 66 các bạn chọn đáp án sai là đáp án nào? Câu 66 rất là hay luôn. Câu 66 là một cái câu về lý thuyết, nhá. Mà thì nghĩ rằng là không có nhiều bạn làm đúng được câu 66 đâu. Các bạn cùng thử comment đáp án xem nào. Câu 66 ạ Cho các phát biểu sau Thủy kinh hữu cơ Plexiglas có thành phần chính là Polymethyl met chính xác Cellulose triacetat Là polymer nhân tạo Nhân tạo là bán tổng hợp Đúng không? Chính xác Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng Sai trùng hợp các peptide đều dễ bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm, chính xác. Liên kết peptide là nó kém bền. Cellulose là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo phi mảnh hoặc thuốc súng không khói, chính xác. Vậy mình có 1 2 3 4, mình có tổng cộng là 4 nhận định đúng nhá. 4 nhận định đúng ạ. À? Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 67, dễ à? Mình có này. Số mon nhôm tác dụng với NaOH dư thì sinh ra được 6,2 lít khí hiro số mol mà 0,3. Này mình bảo toàn e cho nhanh. Nhôm không đây nhôm dương 3. Đúng chưa? Anh này là hiro này là nhận 2e. Đúng không? Vậy là mình sẽ có là 0,3 x 2. Nhôm nhường bay ạ à, chia 3 bằng số mol nhôm đấy ạ à, nhân với lại 27 bằng ra khối lượng nhôm luôn, 5,4 g luôn. Đấy, bấm máy tính như vậy mới xịn. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 68. Cho hỗn hợp kim loại gồm magie này, nhôm này, sắt này. Cho hỗn hợp kim loại gồm magie này, nhôm này, sắt này. Magie nhá nhôm nha sắt nha vào dung dịch gồm agno 3 cuno 3 hai lần sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì trong dung dịch thu được 3 muối và dĩ nhiên có cả chất rắn nữa thì ba muối thu được gồm gì thì ba muối thu được của chúng ta sẽ gồm những anh sau đúng không thứ tự của ca chi ông kim loại tạo thành Tính oxy hóa tăng dần Đầu tiên khi nào ba cần mua đấy, Vậy đầu tiên là ma 2 cộng Áo là nhôm 3 cộng Giáp sắt Vậy là có sắt Và sắt này là sắt dương 2 Vậy chắc chắn trong 3 muối sẽ gồm 3 cái anh ca chiếm kim loại Là ma d2 cộng, nhôm 3 cộng và sắt 2 cộng Được không ạ Vậy đáp án đúng của chúng ta là chúng Ta cùng nhìn nhé Ma d2 cộng này Nhôm 3 cộng này Sắt 3 cộng, chỗ nào có 3 hàng này thì chọn Đúng ạ, chỗ nào có 3 hàng này thì chọn về đáp án đúng chúng ta đáp án gì ạ Chỗ nào có ba anh này thì chọn Ma Z 2 cộng, nhôm 3 cộng và sắt 2 cộng Sắt 2 cộng chứ không được sắt 3 cộng nhá Ma Z 2 cộng, nhôm 3 cộng, sắt 2 cộng Đáp án đúng đáp án B bỏ Dễ chưa Câu 69 ạ Câu 69 Cho M gam hỗn hợp Y

0,045. Vào 300 ml dung dịch chứa AgNO3 và CuNO3 hai lần. Sau khi phản ứng kết thúc thì thu được dung dịch Z và 12,18 gam chất rắn T. Gồm 3 kim loại Vậy thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần Vậy kim loại đầu tiên tạo thành là bạc Bạc cái tính khử yếu nhất Nhìn đồng Ba đến sắt Cho chất rất T tác dụng với HCl Dư thì thu được khí hero Chúng ta tìm được số mon hero bằng 1,008 chia 2,4 0,045 mon Thì ta lưu ý cho thầy rằng là thằng uh, Bạc này không tác dụng HCl, thằng đồng không tác dụng HCl. Thằng sắt tác dụng HCl tạo đánh H2. Vậy mình sẽ tìm được số mol sắt 0,045. Được chưa? Mình tìm được số mol sắt bằng 0,045 rồi. Vậy bây giờ cái câu chuyện nó rất là đơn giản. Nhá. À, nồng độ mol của các chất trong dịch X lần lượt là mình đặt số mol bạc của mình là A mol, số mol đồng của mình là B mol. Vậy bạc chú hết vào đây là A, đồng chú hết vào đây là B. Dung dịch Z của chúng ta chỉ còn tồn tại là gì? Dung Z chúng ta chắc chắn tồn tại là Al NO33 lần Và có khả năng cao có sắt dư Mình chứng minh được sắt dư luôn Fe NO32 lần Sắt ở đây là 0,075 Mà ở đây 0,045 0,075 trừ N bằng 0,03 Còn nhôm thì tới đây chú hết vào đây nhé 0,045 Được chưa ạ? Vậy bây giờ câu chuyện ta rất đơn giản Bước thứ nhất là bảo toàn khối lượng của tụi này 108A Cộng với 64B Cộng với 0,045 x 56 Thì bằng 12,18 Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn gốc nổ 3 trừ A Cộng 2B Bằng 0,045 x 3 cộng với 0,03 x 2. Và đến đây mình tìm được A và B. 912 108 bằng 64 bằng 12,18 trừ đi 56 nhân 0,045 bằng 1 bằng 2 bằng 0,045 nhân 3 cộng 0,03 x 2 bằng A bằng 0,045. B bằng không phải không bảy năm đấy chưa vậy đến đây mình tìm được nồng độ mon nhé đấy chưa nồng độ mol thì bây giờ phải chia cho bao nhiêu để ba trăm ml vậy là chia cho không 3 ba về đồng mol là không 045 không bốn năm chia cho không 3 ba không phải mười lăm không phải năm không một đây không phải mười này không phải không bảy năm chia cho không 3 ba không phải hai năm đấy chưa vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C 0,15 và 0,25 Ok nhá Dễ không Thì thực ra những câu này nó dễ lắm Nó dễ ợt luôn Nhưng mà các bạn cứ nhìn thấy các bạn sợ sợ Thế nên là các bạn không giải được nhá Thì trợ tiếp à, Toàn câu dễ thôi Câu 70 Hấp thụ hết amon khí CO2 Hấp thụ hết amon khí CO2 này Vào dung dịch hỗn hợp gồm này NaOH và BaOH hai lần. Đặt cái thằng này là V lít đi. Thì chỗ này là 1,5V. Và chỗ này là 0,45V. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được kết tủa là BaCO3 và dung dịch X. Cho từ từ HCl đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì dùng 200ml. Vậy điều này chứng tỏ H cộng này từ từ Số mol là 1.2 x 0.2 0.24 Vậy số mol H cộng sử dụng là 0.24 Bắt đầu có khí thoát ra Vậy điều này chứng tỏ là trong dịch chúng ta phải tồn tại muối HCO3 trừ À phải, sorry ạ Phải tồn tại ion CO3 hay trừ chứ Phải tồn tại ion co 2 trừ Tại vì là nếu mà HCO3 trừ tồn tại Thì HCO3 trừ cộng với H cộng ngay nó tạo thành CO2 bay lên, bay lên luôn nhưng mà đây là đến khi bắt đầu có khí thoát ra cái từ này tương đương với việc là cái lúc mà bắt đầu có khí thoát ra này là toàn bộ CO32 trừ nó ăn hết H cộng để tạo thành HCO3 trừ vậy có nghĩa trong dịch x này tồn tại CO32 trừ và HCO3 trừ và khi cho từ từ H cộng vào thì H cộng nó sẽ tác dụng với lại CO32 trừ trước vậy thì đây tỷ lệ 11 số mol H cộng bằng 0,24 thì suy ra số mol CO32 trừ cũng bằng 0,24 luôn Thế mà số mon kết tủa ở đây bằng 17,73 chia cho 197. 0,09. Thế có phải là rõ ràng là trong dưới x này chúng ta chỉ tồn tại Na2CO3 và NaHCO3 thôi chứ không thể có Ba2 cộng được. Nếu mà có Ba2 cộng thì nó sẽ tạo một kết tủa BaCO3 chứ. BaCO3 ngay. Vì vậy nên mình sẽ đi bảo toàn Bari, đây là 0,09 này và anh này bằng 0,09 luôn. Vậy V bằng 0.09 chứ phải 0.45 0.2 Vậy suy ra 1.5V Bằng 0.3 Đấy chưa Đề bài yêu cầu xác định giá trị của A Thế thì xác định giá trị của A thì bây giờ câu chuyện nó đơn giản quá Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nát đi nhá 0.3 này Trừ đi 0.24 từ từ ạ, chỗ này thầy đang hơi lỗi Đây là 0 2 nhân 1,2 Từ tự xoay đi 0,2 nhân 1,2 bằng 0,24 Chỗ này là 17,73 chia cho 197 bằng 0,09 0,09 chia cho 0,45 Bằng 0,2 V của 0,2 1,5 Nhân 0,2 bằng 0,3 Đúng rồi Bảo toàn natri anh này là 0,3 Ơ thì, chỗ này Từ từ chỗ này thấy đang bị lỗi à, Nếu mà bảo toàn natri như vậy thì à, Số mon Na hoắt đúng bằng 0,3 rồi Đúng rồi Thì bây giờ mình đi tìm số mon của H 3 trừ Anh này là natri là bằng 0,3 Thế thì Còn anh nào tồn tại trong này đấy nhỉ Trong này làm gì còn anh nào đó nhỉ Cho À thôi chết rồi Trong này có gọi HCL vào đây nữa 0,24 Thế thì À vậy thì suy ra Suy ra trong này nó sẽ không tồn tại NaHCO3 Mà nó sẽ tồn tại là Na2CO3 và NaOH dư đi Na2CO3 và à, Gọi là Ừ đúng rồi Na2CO3 và NaOH dư Nếu mà như vậy thì cái dung dịch sau này Tác dụng với H cộng này thì nó sẽ tồn tại là NaCl Và ừ, NaCl L và nước thì số mol của Na ở đây là bằng 0,3 mà số mol của thằng Na2CO3 ở đây Thế thì ở đây không phải chỉ tồn tại mỗi Na2CO3 mà có Na dư Nên là chỗ này không phải là 0,24 24 H cộng Mà H cộng đầu tiên phải ăn vào OH trừ trước Sau nó mới ăn cộng Nó mới ăn tiếp đến 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 CO3 trừ H cộng nó phải ăn nó phải ăn thằng 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 OH trừ trước xong mới ăn đến Na2CO3 đúng rồi. Thế thì vậy thì suy ra này, anh này dung dịch mình sẽ tồn tại sau khi tác dụng với HCl ấy, thì trong dịch mình sẽ tồn tại là NaCl. Đúng chưa? Có H2O. Thế thì toàn bộ natri ở đây là 0.3 chu hết và đây là 0.3 này. Đấy chưa? Natri ở đấy là 0.3 chu hết, đây 0.3. Vậy thì ở bên trong này mình mình sẽ phải có cả ion HCO3 trừ đây trong này có sẽ có NA cộng này. CL trừ này. Số mol CL trừ đấy, bảo toàn đây là 0,24. Vậy mình sẽ tìm một số mol HCO3 trừ. Đúng chưa? Bắt đầu có khí thoát ra thì dung dịch đầy chưa? HCO3 trừ. HCO3 trừ bảo toàn điện tích thì nó sẽ là bằng 0,3 này. Trừ đi 0,24 này thì bằng 0,06. Đấy, số mol HCO3 trừ chúng ta bằng 0.06 Đấy chưa? Thế thì số mol HCO3 trừ 0.06 rồi bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử, nguyên tố carbon Được không ạ? Thì có phải là carbon của chúng ta Nó từ đầu là nó nằm ở bên trong thằng BACO3 này là 0.09 này Đúng chưa ạ? Rồi nó cộng với lại thằng HCO3 trừ Đây carbon trong này trong, trong này là có một carbon Trong này cũng có một carbon Vậy là 0.06 của 0.09 và 0.15 Vậy A chúng ta bằng 0.15 nhá, đáp án đúng là đáp án này. Ủa, câu này khá là hay, câu này lừa đấy, câu này lừa cũng kinh đấy. Câu 71 ạ cho các phát biểu sau May quá thì tỉnh nhỉ Câu 71 cho các phát biểu sau Những phát biểu đúng này Cho những phát biểu sau Những phát biểu đúng này Những phát biểu nào đúng Những phát biểu nào không đúng ạ Để bài hỏi những phát biểu không đúng Điện phân dung dịch NaCl ở anode Xảy ra quá trình oxy hóa là đúng rồi Điện phân dung dịch Ion clorua Oxy hóa Cl trừ biến thành Cl2 Đúng chính xác Hợp kim natri kali dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân, cái này chính xác rồi. Trong nhóm 1A từ li ti đến cc khả năng phản ứng với nước giảm dần sai, khả năng phản ứng với nước tăng dần do là gì? Do là tính khử nó tăng. Nhôm dẫn được điện tốt hơn đồng. Sai đúng không ạ? Đồng dẫn điện tốt hơn nhôm. Bạc, đồng, vàng, nhôm sắt. Li ti dùng để chế tạo tế bào quang điện là sai. Cc các kim loại natri, bari, bari đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường sai, bari không tác dụng với nước nhiệt độ thường. 3 4 5 6 sai. Được chưa? 3 4 5 6 sai vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C đây, các em nhé Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C, 3 4 5 6 sai. Ok. Thấy không? Bắt đầu đến cái phần mà lý thuyết nó khá là căng rồi. Bắt đầu chúng ta đến cái phần lý thuyết khá là căng. Câu 72 à? câu 72 là cái câu mà mục đích của chúng ta lấy 8 điểm. Tiến hành các kinh nghiệm sau. Sau khi kết thúc phản ứng thì số thí nghiệm thu được kim loại là Sau khi kết thúc phản ứng số thí nghiệm thu được kim loại là Bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng thì tạo thành bạc cộng với lại sắt 3 cộng Vậy thu được kim loại này Sụp clo vào FECL2 thì mình chỉ thu được FECL3 thôi Bỏ Dẫn khí hydro dư đi qua bột CUO đun nóng thì mình sẽ thu được đồng Lấy Nhật phân AgNO3 thì mình sẽ thu được bạc lấy. Điện phân dung dịch CuSO4 ở điện cực trơ thì mình thu được đồng lấy tiếp. Bari vào dung dịch CuCl2 dư thì mình sẽ bởi vì bari tác dụng với nước trước để tạo thành BaOH lần nhá. Bari tác dụng với nước trước tạo thành BaOH lần. Được chưa? Vì vậy nên mình sẽ không thu được kim loại đâu. BaOH lần cộng với CuCl2 mình tạo thành là CuH2 lần cộng với BaCl2 cơ. Nhá, không thu được. Cho một đồng và FeCl3 tỷ lệ mol 11 vào nước dư. Tỷ lệ mol 11 chúng ta xem nhá, đồng này cộng sắt 3 cộng đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng 2 2. Mà đây tỷ lệ 1 1. Vậy thì anh này sản ứng hết 0,5. Vậy đồng còn dư là 0,5. Đồng dư 0,5 vậy thì chắc chắn là thu được kim loại rồi. Đấy câu này rất dễ toàn đúng không ạ? Vậy mình sẽ có là số tiết kiệm thu được kim loại là 1 2 3 4 5. 5 thí nghiệm thu được kim loại D dễ. dễ nhá Nó lại là một câu dễ Đúng không Câu 73 Câu 73 Đốt cháy hoàn toàn 30,96 gram hỗn hợp Thế thì với một cái câu như này Glucose, saccharose và cellulose Thì chúng ta sẽ quy đổi nó về Carbon và nước Cần dùng 1,08 mol oxy Để thu được CO2 và H2O được chưa? Vậy mình bảo toàn luôn. Đấy, bao nhiêu oxy chú hết trong CO2 đây? 1,08 bảo toàn carbon, 1,08 luôn. Vậy mình tìm được số mol nước luôn. 30,96 trừ đi 1,08 nhân 12 bằng chia 18 bằng 1 mol nước. 1 mol nước. Vậy nước ở đây là 1 mol. Sục vào Ca hoạt 2 lần dư. Thì thu được dung dịch có khối lượng giảm mg so với dung dịch ban đầu thì chắc chắn mình sẽ thu được kết tủa là kết tủa CaCO3 rồi. Do đây là dư nên số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 1,08. Vậy mình sẽ có này. Delta M dung dịch nó chính bằng M vào trừ M ra. M vào chúng ta là M CO2 cộng với nước. M ra chúng ta là M kết tủa CaCO3. Được chưa? Vậy mình có này. 1,08 x 44

Glycin số mol là bằng 22,5 chia cho 75 22,5 Chia 75 0,3 mol Vào dung dịch chứa 0,4 mol cao quá Sau đó thu được dung dịch Y Vậy đây là đây dung dịch Y này Lysin này Glycin này Cao hắt này Rồi cho bọn này tác dụng hoàn toàn với HCl dư Thì thu được muối Muối của ta Một anh lysin Lysin có hai nhóm NH2 nên ăn 2 HCl Glycine ăn 1 HCl KOH thì tạo thành KCl Lysin này 0,06 này Glycine này 0,3 này 0,4 này Đây chính là khối lượng muối Được không ạ? Mình sẽ có bằng 0,06 này Nhân với phân tử khối LiZin là bằng 146 Cộng 2 nhân 36,5 cộng với glycine là 0,3 nhân mà ngoặc đơn này glycine là 75 cộng 36,5 cộng với KCL là bằng 0,4 này nhân bằng ngoặc đơn 39 cộng 35,5 bằng 76,39 gam 76,39 gam đáp án đúng chúng ta đáp án gì 76,39 ui rồi có 75 nhìn này thôi bỏ chứ 75 làm gì 75 nhìn này thôi bỏ nhỉ chốc giải sau để lại tí cuối giải làm nhìn ghê quá. 76 ạ. 76 nhìn cũng ghê ghê nhỉ. Đây 76 đây. Nhìn cũng hơi ghê ghê nhưng vẫn làm được. 76 nha các em nhá. 76 thì để giải cái câu 76 nó ta phải quy đổi. Hỗn hợp X của chúng ta gồm Glycine Glycine công thức là C2 H3 à C2H5 NO2 alanin là C3H7 NO2 Và axit glutamic là C5 H9 N O4 Thì cái bọn này này Mình quy đổi Về Là C2 H3 ON Với lại CH2 Với lại CO2 với lại h 2 o Được chưa ạ? Bởi vì cái anh CH5NO2 này thì nó chính bằng là c 3 on Được chưa Cộng với h 2 o Anh C3H7NO2 thì chính bằng C2H3ON Cộng với h 2 o và cộng với c 2 Còn anh CH5, C5H9NO4 này thì chính bằng là ch 3 on Đúng chưa? Cộng với CO2, cộng với H2O Và cộng với lại hai nhóm CH2 nữa Đấy thì mình phải nhìn cái kiểu quy đổi vậy. Thế còn cái hỗn hợp Y thì gồm tristerin. Tristerin là C10 7 H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Tripanitin là C15 H31 COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Bây giờ đốt cháy hoàn toàn bọn này 0,075 à 0,75 mol hỗn hợp Z gồm A gam thế thì bây giờ mình quy đổi anh này đã thì mình uh, quy đổi anh Y này thì nó chỉ còn là thành CH2 CO2 và H2 thôi thì cái anh này thì tách ra thành thành là CH2 CO2 và O2 rất đơn giản đấy CO2 đây đúng chưa đây thì thành phần nó chỉ còn lại CH2 và O2 và H2 thôi nó dễ thế thì mình đặt số mol X này là X mol đặt số mol Y này là Y mol nhá được không ạ? thì nó dễ mà nó dễ kem cứ nhìn cái kỹ cái cách này vậy có phải mình sẽ có là số mol của z số mol của z đề bài cho là 0,75 mol z mà 0,75 mol hỗn hợp z mà thì vậy mình sẽ có là số mol của z bằng x cộng y không mà 0,75 đúng không đúng không số mol của z thì bằng x cộng y đúng bằng 0,75 mà đốt cháy bọn này thì cần dùng oxy, số mol oxy bằng 217,56. Chia 24 bằng 9,7125 mol. Được chưa? 9,7125 mol. Thế giờ hợp nhất bọn này vào nhá. Sau khi quy đổi xong này, hợp nhất này thì hỗn hợp gồm có x và y này chỉ còn là gồm này. C2H3 ON CH2 CO2 H2O và H2 đúng chưa? Trong đó CH3ON thì chính bằng X. Được chưa? H2O cũng chính bằng X bởi vì số mol nước nó bằng bọn đấy. H2 thì chính bằng Y. Được không ạ? Z, CH2 thì chính là Z, Z là mình chưa biết. Và CO2, CO2 để yên lại rồi Thế thì ở đây mình đã có x cộng y bằng 0,75 rồi. Thứ hai mình sẽ có là ở đây là khi đốt cháy sản phẩm cháy này có nước CO2 nhá. H2O nhá. N2 số mol nước bằng 128,25 chia 18. 7,125. 7,125 nhá. Đây. Vậy số mol nước bằng 7,125. Vậy mình đi bảo toàn uh, Bảo toàn hydro thì mình sẽ có 3x cộng với 2z cộng với 2x cộng với 2y thì bằng 2 nhân 7,125. Thế là mình tìm được X, Y vẫn còn một một ẩn nữa đúng không? Thế giờ là mình biết được oxy đây rồi. Và mình sẽ đốt cháy theo cái hệ số oxy. Xem thằng này đốt cháy bao nhiêu cần bao nhiêu oxy ạ? 2 x 2 là 4. 4 cộng với lại 1,5 là bằng 5,5 5,5 chứ 1 là 4,5 4,5 này chia cho 2 2,25 Anh này, carbon này ăn 2 oxy 1 x 2 bằng 2 2 cộng với 1 là 3 Đấy chứ? 3 là 3, 3 chia 2 bằng 1,5 Z CO2 không ảnh hưởng, nước thì vẫn giữ nguyên nước rồi Hydro này H2O vậy là Y Chia 2, 0,5 Y thì bằng 9,7125. Đến đây mình tìm được x, thì z. 1 bằng 1 bằng 0 bằng 0,7. Ôi, chết chết. 913 1, bằng 1 bằng bằng 0 bằng 0,75 bằng. Trình thứ 2. 3 cộng 2 là 5. 2. 2. 2 nhân 7,125 bằng 2,25 bằng 0,5 bằng 1,5 bằng 9,7125 bằng Đây mình có x của mình bằng 0,45 Y của mình bằng 0,3 Z của mình bằng 5,7 Ui dễ quá nhỉ yeah. Đây bài hỏi giá trị của V giá trị của V đây là phản ứng vừa đủ với V, v ml dung dịch HCl. Thế thì phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl thì có phải chính là cái thằng c 32 h 3 n không? Chỗ này là 0.45. Thì nó sẽ ăn 1 HCl thì cũng là 0.45 không? Đúng ạ. Bởi vì cùng nhóm NH2 mà. Vậy là 0.45, 0.45 thì chia cho 0.9. 0.45 chia 0.9. 0.5. 0.5 vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Kinh chưa Một câu rất rất hay nhá Một câu rất rất xịn Để khá là kinh Thôi 77 để lại Nhà 77 làm ăn gì 78 nhá Làm được xong 78 là mình được mấy điểm Làm được xong 78 là mình được 9 điểm con gì nữa Làm được xong 80 là mình được 9,25 Chinh phục hai câu này 78 cho sơ đồ phản ứng sau Ui câu này hay này Câu 78 rất hay nhé các em để ý nhé Câu 78 rất rất hay luôn 78 này cho sơ đồ phản ứng sau Để bài cho chúng ta là x3 này X4 này x5 này cùng số nguyên tử carbon 3 x4 x5 cùng số nguyên tử carbon Ồ thế thì vậy suy ra là x3 x4 x5 cùng số nguyên tử carbon vậy x4 cùng số nguyên tử carbon. x1 x5 cùng với nguyên tử carbon x2 Vậy điều này tương đương với x1 x2 x3 cùng carbon Vậy suy ra carbon của X1 bằng carbon của X2 bằng carbon của X3 và bằng 6 chia 3 là bằng 2, bởi vì là tổng X1 cộng X2 cộng X3 bằng 6 mà. Thế bây giờ có X3 mà có hai carbon mà tác dụng với CuO nhiệt độ để ra được X6. X3 cộng CuO nhiệt độ tạo thành X6 cộng Cu cộng H2O, vậy chứng tỏ X3 phải là ancol. Ancol mà lại có 2 carbon thì chắc chắn nó là C2H5OH. Được chưa? Chắc chắn nó phải là C2H5OH. Vậy đây là X3 thì X6 của chúng ta là CH3CHO. Nhìn đáp án luôn. X6 bị hydro oxy hóa thu được X3 xem nào. X6 bị hydro bị hydro oxy hóa. Sai nhỉ? Bởi vì đây là bị khử chứ Hero thì tính khử mà X6 cộng vét 2 tạo thành X3 là đúng Nhưng mà đây là phải là bị khử chứ không phải bị oxy hóa Thế Thì phát biểu sai là A luôn rồi Ủa Dễ chưa <laughs> Thấy không Một phát xong luôn Dễ ok Dễ lắm 80 nhá 79 để lại làm gì 79 Nhờ yeah. 80 80. Hòa tan 41,4 g. Hỗn hợp gồm natri, bari, nước. Đấy thế thì bây giờ 41,4 này. Mình quy đổi nó về thành natri này. Bari này. Oxy trong oxit. Được chưa? Vào nước dư. Thì mình thu được dung dịch X và B mol H2. sục từ từ CO2 vào X thì kết quả thí nghiệm thu được ở cái biểu đồ trên, ở cái biểu đồ sau. Thế thì ở đây nhá. Sục vào đây chỗ này bắt đầu tạo nên kết tủa BaCO3 này. Và cái chỗ điểm này thì mình sẽ thu được kết tủa là BaCO3 và NaHCO3 này. Vậy chỗ này là kết tủa BaCO3 nó đã bằng đây là số mol CO2 thì chỗ vị trí này bao nhiêu CO2 chui hết vào trong thằng kết tủa BaCO3 đúng không? Vậy chỗ này là B mol rồi. Vậy chỗ này là B mol này. Thế mà số mol CO2 đây bằng 4B. Vậy mình sẽ có bảo toàn carbon mình sẽ có là 4B trừ đi B thì chỗ này bằng 3B. Đúng không ạ? Vậy này. Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri thì 3B ở đây thì đây là 3B. Bảo toàn 3 ri thì B ở đây là B. Được không ạ? Dễ nhỉ? Thế giờ mình đặt thôi, mình đặt số mol oxy là A. Vậy có phải mình sẽ có một cái mối quan hệ ở đây 16A Cộng với 137B Cộng với 23 x 3B Bằng 41,4 không? Một phương trình Phương trình thứ hai Là B mon hydro Ôi may thế Sinh ra B mon hydro các em ạ Ui ôi May nhờ Sinh ra B mon -hero. Vậy ở đây mình đi bảo toàn E đi Bảo toàn E Natri Oxy này là Oxy 0 về Oxy trừ 2 Vậy nó sẽ là trừ 2A Natri 0 với Natri dương Vậy là cộng 3B 3D 0 lên 3 dương 2 Vậy là cộng 2B Thì bằng Hero từ Hero dương 1 video không 0 2B nữa Vậy nên mình tìm ra đi Ủa dễ thế, may thế 912 16 bằng 137 Cộng 23 x 3 bằng 41,4 Bằng Chỗ này lại Trừ 2 bằng 3 bằng 0 bằng A bằng 0,27 B bằng 0,18 Để bài hỏi cái gì Giá trị của B B bằng 0,18 ạ à? Ủa Chọn luôn Xịn chưa Nhanh chưa Kinh điển chưa đấy, em thấy không Quá dễ dạ. Câu uh, bây giờ mình còn 3 câu nữa Câu 79 Câu uh, 77 Và câu một câu nữa Vừa nãy thầy để là câu 75 Thì uh, chắc là thầy xin phép chúng ta là Thầy sẽ gửi chúng ta phai giải chi tiết nhé Thầy xin phép là thầy sẽ gửi chúng ta phai giải chi tiết Tại hôm nay thầy hơi mệt mệt Hơi bị đau học nên là xin phép chúng ta thì gửi chúng ta file giải chi tiết Sáng mai thì gửi chúng ta file giải chi tiết nhé Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại